Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Đằng sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào Nga, binh sĩ Ukraine đã tiến vào miền Tây nước Nga trong một động thái khiến Moscow bối rối, thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ biên giới và có thể sáng đòn vào nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Theo các quan chức Nga, binh sĩ Ukraine và các phương tiện truyền thông, Kiev đã điều động hàng trăm quân nhân, được xe bọc thép, pháo binh và máy bay không người lái hỗ trợ đến khu vực Kerch hôm 6 tháng 8. Vào sáng 6 tháng 8 giờ địa phương, lực lượng Ukraine đã chiến đấu qua biên giới và tiếp cận Sudza, một thị trấn yên bình có 5.000 cư dân của Nga. Sudza rất quan trọng vì là nơi có trạm bơm duy nhất cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu thông qua Ukraine. Theo kênh Al Jazeera, nhà máy điện hạt nhân Kerch, một trong những nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới, nằm ở thị trấn Kuchatov, cách Sudza khoảng 70 km về phía đông. Máy bay không người lái của Ukraine cũng được phát hiện ở Kuchatov và một số nhà phân tích cho biết Kiev muốn gây mất ổn định hệ thống năng lượng của Nga, tương tự cách Moscow đã nhắm vào các nhà máy điện của Ukraine và mạng lưới điện nước này. Nhà phân tích Taras Zahorodny tại Kiev nhận định, điều quan trọng trong cuộc tấn công là nguồn cung cấp năng lượng. Chúng càng mất ổn định thì nền kinh tế Nga càng mất ổn định. Đến chiều 7 tháng 8 giờ địa phương, lực lượng Ukraine đã bao vây Sudza, chiếm giữ 3 ngôi làng và được phát hiện ở gần 10 ngôi làng khác. Điện Kremlin dường như không thể che giấu được mức độ nghiêm trọng của tình hình trong các tuyên bố đưa ra những ngày qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc đột kích là hành động khiêu khích toàn diện của chính quyền Kiev. Các báo cáo của Ukraine cho biết phía Nga đã chịu tổn thất nặng nề. Các nguồn tin Ukraine cho biết đây là một cuộc tấn công phủ đầu trước cuộc tấn công của Nga vào khu vực Sumy, miền bắc Ukraine, giáp danh với vùng Kerch. Theo kênh Telegram Deva Mayora, Nga, người dân đã chạy trốn khỏi Sudza hàng loạt hoặc ẩn náu trong tầng hầm để tránh các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng động thái của Ukraine là diễn biến quân sự bất ngờ nhất trong năm nay, nhưng tầm quan trọng của chúng không hề mang tính chiến lược. Bất ngờ từ vụ đột kích của Ukraine vào vùng Kerch của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi quân đội Ukraine vì khả năng gây bất ngờ và đạt được kết quả. Mọi người đều có thể thấy rằng quân đội Ukraine biết cách gây bất ngờ và biết cách đạt được kết quả, ông Zelensky phát biểu tại một sự kiện ra mắt ứng dụng kỹ thuật số mới đây. Theo đài Al Jazeera, trong một đoạn video từ bài diễn thuyết đăng tải trên kênh Telegram, ông Zelensky nói rằng trên chiến trường, quân đội Ukraine không chỉ chống lại lực lượng áp đảo của đối phương mà còn tiêu diệt mục tiêu theo cách cần thiết để bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công xuyên biên giới ở khu vực Kerch của Nga. Trợ lý Tổng thống cấp cao của Ukraine Mykhailo Podolyak vừa lên tiếng về cuộc tấn công vào khu vực Kerch diễn ra từ hôm 6 tháng 8. Ông Podolyak nhấn mạnh rằng nguyên nhân của bất kỳ sự leo thang nào, bao gồm cuộc tấn công ở khu vực Kerch và Belgorod của Nga, bắt nguồn từ hành động từ phía Nga. Cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào Nga đã bước sang ngày thứ ba, mục đích dường như để rút các nguồn lực của Nga khỏi các khu vực khác hoặc làm suy yếu tinh thần nước này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã tiến sâu tới 10 km vào lãnh thổ Nga. Cuộc tiến công tập trung vào trung tâm hậu cần Sudza, thị trấn có khoảng 5.000 cư dân, cách biên giới Ukraine khoảng 8 km. Nếu Ukraine đạt được mục đích, họ sẽ có được lợi thế nhất định trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng với Nga. Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc tấn công Kerch của Ukraine khó có thể là bước ngoặt. Họ hoài nghi cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xung đột vì lực lượng Ukraine không có đủ phương tiện để giữ lãnh thổ đã chiếm được. Một số báo cáo cho thấy quân đội Ukraine đã tiến lên tới 15 km và giao tranh vẫn tiếp diễn. Sudza được biết đến là thị trấn biên giới quan trọng của Nga, nơi có trạm bơm duy nhất cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho châu Âu qua Ukraine. Cuộc tấn công xuyên biên giới có thể giáng một đòn vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Khoảnh khắc phòng không Nga bắn hạ 26 máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Vào ngày 6 tháng 8, vùng biên giới Kerch của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội từ Ukraine. Theo mô tả của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Ukraine thực hiện một cuộc tấn công lớn ở khu vực Kerch, huy động lượng bộ binh đáng kể và xe bọc thép hạng nặng.
Trước đó, bà Zakharova tuyên bố chính quyền Kiev đang tấn công vùng Kursk nhằm thể hiện rằng họ có khả năng hoạt động như vậy trong bối cảnh lực lượng của họ tiếp tục thất bại tại khu vực xung đột. Bà Zakharova nói, với cuộc tấn công của Ukraine tại vùng Kursk, người Ukraine đã cố gắng gieo rắc sự hoảng loạn trong khu vực và ngoài mặt thể hiện họ vẫn tiến hành một số hoạt động. Bà Zakharova nói rằng, lực lượng vũ trang Nga đã quyết liệt đẩy lùi đối phương. Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 26 máy bay không người lái và một số tên lửa của Ukraine. Trong một cuộc họp khẩn cấp ngày 7 tháng 8, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cam kết với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng chiến dịch ở vùng Kursk sẽ được hoàn thành bằng việc đánh bại quân đội Ukraine và giữ vững quyền kiểm soát biên giới của Nga. Theo ông Gerasimov, cuộc tấn công của Ukraine có sự tham gia của 1.000 quân nhân, đối phương thiệt hại 54 khí tài, bao gồm 7 xe tăng. Khi được hỏi về thái độ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với vụ tấn công ở Kursk, hãng thông tấn TASS dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 7 tháng 8 cho biết, chúng tôi đã xem thông tin vụ việc, chúng tôi sẽ liên lạc với quân đội Ukraine để tìm hiểu thêm về mục tiêu của họ. Theo người phát ngôn Nhà Trắng, chính quyền Mỹ không biết về kế hoạch tấn công Nga của Ukraine. Khi được hỏi liệu việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất nhắm vào vùng Kursk có thể dẫn đến leo thang hơn nữa hay không, bà Karim trả lời, tôi sẽ không đi sâu vào các giả thuyết. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng nói rằng Washington đang liên lạc với Kiev. Ông Miller nhấn mạnh chỉ có Ukraine đưa ra quyết định trong hoạt động này. Tuy nhiên, ông lưu ý, chính sách của Mỹ về hạn chế vũ khí vẫn không thay đổi. Ukraine không được phép dùng vũ khí Mỹ cung cấp tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine có được vũ khí hằng mong ước. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 4 tháng 8, các phi công Ukraine đã bắt đầu điều khiển máy bay F-16 để thực hiện các hoạt động trong nước. Nhà lãnh đạo Ukraine đã công bố việc sử dụng máy bay F-16 mà Kiev vốn vận động hành lang từ lâu khi ông gặp các phi công tại một căn cứ không quân. Ông Zelensky nói, máy bay F-16 đã có mặt ở Ukraine, chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về những phi công của chúng tôi, những người đang làm chủ những chiếc máy bay chiến đấu này và đã bắt đầu sử dụng chúng phục vụ cho đất nước. Theo hãng tin Reuters, sự xuất hiện của các máy bay F-16 tại Ukraine là một cột mốc đối với Ukraine sau nhiều tháng chờ đợi. Mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc tại Ukraine và chúng sẽ có tác động như thế nào trong việc tăng cường phòng không và trên chiến trường, Nga đã nhắm mục tiêu vào những căn cứ bị nghi là nơi đồn trú của F-16 và tuyên bố sẽ bắn hạ chúng để chúng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc xung đột. Được hãng Lockheed Martin chế tạo, F-16 nằm trong danh sách vũ khí mong muốn của Ukraine từ lâu vì sức mạnh hủy diệt và sự sẵn có trên toàn cầu. Chúng được trang bị khẩu pháo có cỡ nòng 20mm và có thể mang bom, rocket và tên lửa. Phát biểu trên đường băng của một sân bay, ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa có đủ phi công được đào tạo để sử dụng F-16 hoặc đủ số lượng F-16 cần thiết. Ông cho biết điều quan trọng là các đồng minh của Kiev phải tìm ra cách mở rộng các chương trình đào tạo và cơ hội cho cả phi công và đội ngũ kỹ sư Ukraine. Đề cập đến hàng trăm cuộc họp và hoạt động ngoại giao không ngừng nghỉ để có được F-16, ông Zelensky cho biết đây là giai đoạn phát triển mới của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để lực lượng Ukraine chuyển sang tiêu chuẩn hàng không mới, không quân chiến đấu phương Tây. Chúng tôi thường nghe câu trả lời rằng điều đó là không thể, nhưng chúng tôi vẫn biến tham vọng, nhu cầu phòng thủ của mình thành hiện thực. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay F-16 tại Ukraine được trang bị tên lửa gì. Các nhà phân tích quân sự cho biết tầm bắn xa hơn của tên lửa sẽ cho phép chúng có tác động lớn hơn trên chiến trường. Ông Zelensky nói thêm, ông cũng hy vọng sẽ vận động các nước láng giềng đồng minh giúp đánh chặn tên lửa của Nga đang được phóng vào Ukraine thông qua các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Hội đồng Ukraine-NATO. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!